trưởng thành như thế này, mình quan tâm 20 chẳng hạn. Đấy, bây giờ mình sẽ điền thông tin vào, ví dụ như mình sẽ điền thông tin của đấy, ví dụ như vậy. Mình bên đây là mình đã hoàn thiện slide này. Thì tiếp tục mình sẽ hướng dẫn các bạn làm về hướng dẫn các bạn làm việc slide cho nó. Thì mình sẽ click vào presentation. Đây là hiệu slide. Bạn có thể chọn một những cái hiệu bất kỳ này. Đấy, như vậy. Đây là hiệu slide. Và đây là hiệu content này. Đây là hiệu content. Đây, mình đã hoàn thành xong này. Thì tiếp tục mình sẽ xem kết quả như thế nào nhé. Mình click vào này, hiệu slide này. Sẽ hiển thị ra như vậy. Đấy, hiển thị ra như vậy. Thế. Đấy, là hết. Và mình làm thêm một cái slide nữa, mình bấm phím Enter. Phải chọn New, phải bắt chọn New này, New Slide. Chọn Click Content, đấy, như vậy. Thêm một slide mới, slide thứ hai chẳng hạn. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm về PowerPoint. Thì PowerPoint là gì? PowerPoint là một phần mềm tên kiểu slide. Thì truyền tải thông tin vào đây. Thì nó được sử dụng với cả nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên. Thì hồi xưa mình hay đi học là có điểm tiết nào đó thì các cô các thầy sẽ giao cho một tổ học làm về PowerPoint. Và xong đi học viện thì sẽ lên trình bày sản phẩm của mình. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn làm PowerPoint thế này. Đầu tiên mình sẽ chọn một hiệu đó là design. Đấy, mình sẽ chọn design này. Và mình sẽ chọn design bất kỳ nhé. Đầu tiên là mình sẽ ghi chủ đề. Chủ đề của mình hay là sẽ làm về chủ đề tình yêu. Mình sẽ gọi chủ đề tình yêu như thế này. Đây, và mình sẽ kéo lại. Mình chọn phóng sự là tham lưu của mình. Cho cửa chữ nó to hơn một xíu nhé, cho nó đẹp, và mình sẽ kéo nó ra, kéo nó cho nó ra như thế nào. Đấy, bây giờ thì mình sẽ cái này thì mình sẽ làm sao nhé. Mình kéo xuống hiện này thì mình sẽ insert với hình ảnh của chủ đề tình yêu vào. Thì đầu tiên mình sẽ đến bằng loạt một lưu hình ảnh nào, mình sẽ click vào insert này. Click vào insert, chọn picture. Đây là một hình ảnh mình vừa đoạt này, như thế này. Và mình có thể lựa chọn khung cho nó này. Mình chọn khung hình tròn cho nó đẹp nhé. Như thế này. Kéo sang đây. Và bên này mình sẽ lưu một hình ảnh nữa. Về tình yêu chẳng hạn, về hoặc mình insert nó vào, bằng cách ta chọn insert trong picture. Đây, đây là hình ảnh mình đã lưu như thế này. Mình kéo to ra để trái một phong trọng. Đây, cái này thì mình sẽ điền thông tin của mình vào. Ví dụ như là hôm nay mình làm về seminar thì mình là học lớp nào mình ghi ở mang tên gì ghi vào tên. Mình sẽ kéo ra cái này cho nó to lắm. Mình sẽ cho cái chữ